Phận đời cay đắng của ngọc nữ Đài Loan bị hai ông lớn showbiz hãm hiếp đến phát điên, lúc chết vẫn không được thăm sạch. Lam Khiết Anh sinh năm 1963 tại Hồng Kông. Trong những năm 1980, cô được xem là tuyệt tác của màn ảnh Hồng Kông. Bước vào showbiz với vai trò là MC của TVB, sau đó nhờ nhan sắc xinh đẹp và phản ứng linh hoạt, Khiết Anh lấn sân sang lĩnh vực diễn viên. Ngày ấy, Lam Khiết Anh được ví là mỹ nhân đẹp nhất dưới cảng thơm. Sự thanh tú dịu dàng của cô khiến phái mạnh không khỏi xao xuyến. Không cầu kỳ son phấn, Lam Khiết Anh giống như đóa hoa mộc mạc nổi bật giữa rừng mỹ nhân showbiz ngày ấy. Có nguồn tin cho hay, cô từng là người tình trong mộng của Lương Triều Vĩ và Châu Tinh Trì. Sinna từng hé lộ, Lương Triều Vĩ cũng từng ra sức theo đuổi người đẹp nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Sự nghiệp diễn xuất của Khiết Anh bắt đầu khởi sắc khi nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Gia Hữu Kiều Thê. Đặc biệt đến vai yêu nhè nhẹn trong Đại Thoại Tây Du, đóng cùng Châu Tinh Trì, cô được truyền thông gọi là nhện tinh đẹp nhất mọi phiên bản. Sự nghiệp của Lam Khiết Anh ngỡ tưởng sẽ viên mãn, nhưng bi kịch lại liên tiếp đến với ngọc nữ tài sắc vẹn toàn này. Khiết Anh có một mối tình sâu đậm với người bạn trai ngoài ngành. Năm 1986, không hiểu vì lý do gì, bạn trai bà bất ngờ tự tử, để lại cho bà một cú sốc lớn về tinh thần. Lúc này vì quá đau khổ, Lam Khiết Anh đã có ý định tự tử bằng khí ga nhưng không thành. Không lâu sau đó, bố mẹ Khiết Anh cũng lần lượt qua đời, để lại mình bà cô độc với nỗi đau mất mát quá lớn. Đến năm 1998, Lam Khiết Anh bị tai nạn xe hơi, sau đó vì có dấu hiệu tâm lý không ổn định, bà được chuyển đến bệnh viện tâm thần. Sự nghiệp cùng nhan sắc xuống dốc, lúc này người ta thấy Khiết Anh xuất hiện với hình ảnh vô thần, hút thuốc trên phố. Năm 2004, Lam Khiết Anh từng quá phân uất mà tự tử nhưng may mắn được bạn thân cứu kịp. Trả lời phỏng vấn báo chí vào năm 2013, bạn thân của Lam Khiết Anh từng hé lộ nguyên nhân khiến bà tự tử là do những biến cố quá lớn đã tàn phá cả về thể xác lẫn tinh thần của bà. Cả đời Lam Khiết Anh phải sống trong sợ hãi khi bị hai đàn anh cưỡng hiếp. Cô ấy cứa tay tự sát, tổn thương quá lớn khiến Khiết Anh trượt dài dẫn đến hóa điên. Sau đó báo chí Hồng Kông đã tiết lộ một bài phỏng vấn cũ của Khiết Anh cho biết bà từng bị hai kẻ máu mặt trong làng giải trí hãm hiếp vào 20 năm trước. Đã có rất nhiều nhân vật vào diện tình nghi, trong đó có cả Châu Tinh Trì, nhưng mọi thứ vẫn bị truyền thông giấu kín. Phải đến năm 2018, đoạn ghi âm của Khiết Anh kể chi tiết về vụ bị cưỡng bức năm xưa từng gây chấn động Hồng Kông mới được công bố. Trong đoạn ghi âm, nữ diễn viên đã chỉ đích danh hai người cưỡng bức mình là Đặng Quang Vinh và Tăng Chi Vĩ. Bà cho biết sự việc xảy ra tại Singapore. Khi bà tới đây để quay phim, một người đàn ông uống rượu say đã lẻn vào phòng khách sạn của bà và giở trò đối bại. Thời điểm đó bà không có tiếng nói, nên khi xảy ra sự việc bà không dám tố cáo với cảnh sát. Năm 2014, khi trả lời phỏng vấn, Lam Khiết Anh đã khẳng định Đặng Quang Vinh đã từng hãm hiếp bà và cho thấy cổ tay bị rạch nhiều vết do bà tự hành hạ bản thân. Đặng Quang Vinh là nam diễn viên có tiếng, lại xuất thân trong gia đình giàu có. Trong làng giải trí, ông được mọi người gọi là đại ca. Trước khi Lam Khiết Anh tố cáo, ông ta còn được khen ngợi bởi đời tư trong sạch. Tăng Chi Vĩ được mệnh danh là ông trùm showbiz của Hồng Kông, có mối quan hệ rộng với các băng đảng xã hội đen. Tăng Chi Vĩ quyền lực đến nỗi Tài Kim Tượng năm 2013 còn phải lùi ngày để tránh trùng với sinh nhật lần thứ 60 của ông. Thời điểm sự việc bị vỡ lở, Đặng Quang Vinh đã qua đời, còn Tăng Chi Vĩ phủ nhận mọi cáo buộc và tố ngược đoạn ghi âm là giả dựng. Ở giai đoạn cuối đời, Lam Khiết Anh sống trong cảnh túng thiếu và cô độc, không có thu nhập phải dựa vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của bạn bè. Năm 2017, bà phát hiện có khối u ở tủ cung, nhưng vì không có tiền phẫu thuật nên đành buông xuôi mặc kệ bệnh tật. Trải qua nhiều đau khổ và mất mát, Lam Khiết Anh đã ra đi cô độc và bi thảm tại nhà riêng mà không ai biết, hưởng thọ 55 tuổi.